Và một lần nữa thì Phương Thảo cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn tiếng hát rất ngọt ngào của em. Và cũng để tiếp nối chương trình vào xin gửi đến chú bác anh chị một lớp trích đoạn được mang tên Kỷ niệm tình yêu. Bà
cuộc anh nhắn đôi ai làm nên tôi mà khổ đau này riêng chỉ mình tôi. Và hãy về đi mà vui duyên mới, đừng tiếc đừng thương mối tình công căng. Có bướm có hoa có ngàn lời thương tiếng nhớ giờ.